chở người lên vũ trụ an toàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Here we go,